Xin chào bạn, tôi là Phạm Chuẩn từ Space Solution Vina. Trong video này chúng ta sẽ nói về lệnh Pattern Feature, điểm mới trong NX1926. Đối với NX1926, lệnh Pattern Feature sẽ có thêm một cái lựa chọn phần Method, đó là phương pháp Single. Còn các phiên bản trước, chúng ta sẽ chỉ có phương pháp đó là Variational và Simple thôi. Vậy điểm khác biệt với nhau là gì? Bình thường đối với phiên bản trước chúng ta pattern một cái đối tượng nào đó, đúng không? Ok. Thì lệnh pattern sẽ tạo ra những cái một cái group và mỗi chi tiết nó sẽ là một cái lệnh nhỏ phía trong. Và bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa được. Đúng không? Ví dụ tôi muốn chỉnh sửa cái lỗ này với kích thước khác so với những cái lỗ còn lại, tôi có thể kích đúp vào đó. Đó, tôi kích vào cái thông số này, mọi người có thể chọn là 10. Ok. Đó, thì như vậy là mình hoàn toàn có thể chỉnh sửa được lại những cái lỗ này bằng những cái lệnh còn ở phía dưới. Tuy nhiên ấy, thì khi mà chúng ta thực hiện pattern như này ấy, với một cái số lượng nhân bản rất là lớn thì nó sẽ làm cho cái máy của chúng ta sẽ giật lag hơn vì nó nặng, rất là nặng. Đấy, vì vậy là phiên bản NX1926 chúng ta sẽ có thêm một cái lựa chọn đó là Single. Thì lựa chọn này về cách làm thì hoàn toàn tương tự, tuy nhiên thì khi các bạn tạo ra đây, mình sẽ thử này. Ok. Đó, khi các bạn tạo ra đối tượng ấy thì nó sẽ không có những cái thành phần nhỏ bên trong và các bạn không thể chỉnh sửa lại được cái kích thước của từng thành phần đó. Đó. Và ưu điểm của cái lựa chọn này đó là sẽ không gây cho cái hiệu năng nó cao hơn và là không gây cho máy các bạn bị giật lag khi mà chúng ta pattern với cái số lượng lớn. Rồi, cảm ơn các bạn.